Ơi, em Tông đây cô chú anh chị ơi. Hôm nay thì bên Tông sẽ tiếp tục review và gửi đến cô chú anh chị mình một cái sản phẩm. Sản phẩm ngày hôm nay thì rất là đẹp và cũng có diện tích cực kỳ khủng luôn vô cô chú anh chị. Với một lô đất rộng lên tới là 872 m nằm một lô góc hai mặt tiền đường. Nằm ngay vị trí đường đường này là đường Nguyễn Cơ Thạch và nằm đối diện với lại bến Nhiêu Thuyền Nha Trang luôn cô chú anh chị. Đó, anh chị đang thấy mặt bên này là bến Nhiêu Thuyền Nha Trang nha. Và cái con đường này thì anh chị có thể đi kết nối và đi thẳng ra tới vị trí của dự án Vega City và cũng như là MNE. Ở góc ngoài đó là những cái resort rất lớn và đây là một trong những khu biệt thự lấn biển đầu tiên tại khu vực thành phố Nha Trang. Anh chị đang thấy thì gần đây là đã xây dựng lên một vài cái biệt thự, anh chị có thể nhìn rất rõ. Và với cái những cái sản phẩm và sắp tới và thị trường bất động sản Nha Trang và gần như là khu vực phía Bắc này là gần như là những cái tiện ích gần như là đã dần hoàn thiện và đã có đầy đủ hết cho cô chú anh chị rồi. Trước mặt chúng ta đây là hai cái tòa biệt thự song lập, anh chị đang thấy hai cái liền kề xây dựng quay hướng ra biển cực kỳ đẹp và gần như là những cái căn biệt thự kia dần chuẩn bị hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Còn nguyên cái lốc bên này là nguyên cái lốc bên này nha cô chú anh chị, sẽ là những lốc và biệt thự đầu tiên và nằm giáp lô đất của chúng ta sẽ có một cái dự án hiện tại đang bỏ. Và cái dự án này là dự án La Luna để gần như là bị dính pháp lý và chưa có hoạt động và không biết là sau này có thay đổi gì không, chính sách mới có áp dụng lại cho những dự án chết đang nằm đây. Thì nếu mà cái dự án này được cứu sống thì gần như là cái khu vực này nó sẽ rất thành công nha cô chú anh chị. Và bây giờ em sẽ tập trung vào lô đất và em sẽ nói qua cho cô chú anh chị mình xem luôn. Lô đất ngày hôm nay của em thì nằm ngay cái góc này, góc hai mặt tiền đường đây. Đó anh chị đây, đường bên này là đường 16 m nha, đường góc bên này là đường 28 m đã làm xong, có vỉa hè đầy đủ, có bề ngang lên tới là 22 m cho nhân cô chú anh chị, kéo từ góc phía bên này kéo qua 22 m, có chiều hậu là 24 m. Thì hiện tại đang có hai sổ, em sẽ xu sổ lên màn hình cho cô chú anh chị mình xem luôn, rất đẹp ở hiện trạng đây cô chú anh chị. Đường này thì anh chị đi về trung tâm thành phố Nha Trang thì chỉ mất khoảng là 6,5 km, di chuyển 15 phút là tới trung tâm, tới ngay chỗ quảng trường Hán Tư rồi. Ở góc này còn là biệt thự. Đây sẽ có một cái lô đầu tiên này. Đó anh chị. Cái lô đầu tiên sẽ là lô góc này nè, nó sẽ có cái móc từ đây kéo qua nè. Đó bo cua hết góc bên kia, coi như là có cột mốc ranh giới rõ ràng hết cho cô chú anh chị nhà mình rồi. Diện tích là 872 m thì nó rất rộng nha cả nhà, với hai sổ. Toàn bộ là đất ở đô thị nha cả nhà. Không biết thì với cái diện tích như thế này thì nên làm cái dự án gì và nên làm cái gì để cho nó phù hợp với diện tích này thì bên ta cũng sẽ báo giá cho anh chị cho mình luôn. Thì với diện tích cực khủng như này thì đơn giá hiện tại những lô mặt tiền biển bây giờ đang bán thì cũng khá là cao và sản phẩm ngày hôm nay có đơn giá là 120 triệu trên một mét vuông. Bên Tông xin nhắc lại là 120 triệu trên một mét vuông nhân với là 872 mét nha cả nhà. Đó, khúc bên này là gần như là biệt thự hết nha. Lốc này là lốc biệt thự lấn biển đầu tiên tại khu vực thành phố Nha Trang và anh chị đang nhìn thấy đó, đang xây dựng khá nhiều. Thì em cũng sẽ di chuyển một vài nơi đến cho anh chị mình xem được gần như là cái tiện ích hiện tại bên này đang có gì nha. Bên này là khu cũ bến du thuyền MNE nè. Đó anh chị thấy đã rào lên rất cao và góc phía dưới kia sẽ là biển rồi. Anh chị đi dọc xuống đó là anh chị đã thấy biển được nha cô chú anh chị. Em sẽ đi quanh quanh khu này cho anh chị cho mình xem nha. Đây là những cái lồng mà hiện tại là ngư dân ở đây người ta chuẩn bị để làm và lắp lưới vào. Đây là những cái lồng để đi câu tôm nha cả nhà. Đây là lồng để câu tôm câu cá đây. Đó, dân biển ở đây thì họ đang làm, họ đang sử dụng những cái lồng như thế này đang để. Với cái hậu lên tới 24 mét thì rất đẹp. Mặt hướng bên này sẽ là hướng đông bắc nha cả nhà, còn mặt hướng ra biển sẽ là hướng đông nam. Lô của mình nó sẽ kéo dài xuống tới góc bên đây luôn. Đó, bên này là gần như cái khu bàn cờ để xây dựng được một vài cái biệt thự này, hai cái biệt thự song lập rất đẹp và chuẩn bị được 80% rồi, còn 20% còn lại sẽ bàn giao sớm thôi. Bên kia là cái căn biệt thự bên kia đang xây rất đẹp nha cả nhà. Em chút nữa em sẽ chạy qua bên đó cho anh chị nhà mình xem nhé. Nó góc bên này, đây là những lô này kéo dài xuống tút phía dưới này luôn nha cả chị. Góc của mình là người như kéo xuống tới đây, từ đây nhìn ra bao quát qua tới góc bên kia. Như thế này thì anh chị không biết nên làm một cái sản phẩm hay là chúng ta xây dựng cái gì để cho nó phù hợp với tổng diện tích này nhé. Sổ đỏ thì đã full nổi cư rồi nha cả nhà.
gần như là mặt này đã có pháp lý rõ ràng chuẩn chỉnh hết rồi. Cô chú anh chị mình có thắc mắc gì về sản phẩm ngày hôm nay cứ nói với em sẽ gửi thông tin đầy đủ để cho cả nhà mình và cũng như gửi sổ vị trí đưa cô chú anh chị mình đi xem. Bây giờ em sẽ chạy một vòng xung quanh cho anh chị mình xem nha. Thì em sẽ đi ngang qua những cái căn biệt thự hiện tại đang xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện cho cô chú anh chị mình xem là khu vực này sắp tới sẽ có những gì. Từ đây đi ra tới đường đường Điện Biên Phủ bên kia. Xin lỗi cô chú anh chị, là đường Phạm Văn Đồng, nó sẽ nằm góc bên này. Góc bên này là đường Nguyễn Cơ Thạch nha. Anh chị đứng đây có thể nhìn thấy được cái dự án biệt thự đồi đang nằm ở phía trên kia, và trên đó là chùa Đa Bảo nha anh chị. Góc bên này là đường Phạm Văn Đồng kéo dài, và từ đây có thể đứng rõ nhìn thấy được dự án La Luna nè, rất tốt, rất cao, rất hoành tráng, nhưng mà bị dính pháp lý, và đây là một trong những điều đáng tiếc của bất động sản tại thành phố Nha Trang. Chỉ cần mà cái dự án đó mà nó đưa vào hoàn thiện và hoạt động thì gần như là bất động sản tại khu vực phía Bắc này sẽ tăng giá rất cao. Đây anh chị, em sẽ quay cho anh chị xem cái căn biệt thự này nha. Hiện tại ở vị trí này em cũng còn rất là nhiều lô góc đẹp nằm khu vực này đến cho anh chị mình xem. Đó, anh chị thấy không ạ? Một cái biệt thự cực kỳ lớn và chuẩn bị đưa vào hoạt động, hai cái biệt thự song lập rất đẹp. Không biết chúng ta làm tới khi nào để có thể sở hữu được một cái bất động sản mà nằm sát biển như thế này nha anh chị. Giá trị tài sản lên rất lớn. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp tục cho chị cho mình xem, đi ra tới khu vực mà bãi biển dành cho cảng, dành cho tàu cá đậu của ngư dân ở đây nha. Buổi chiều ngày hôm nay thì vị trí này rất đẹp. Em đang quay vào lúc khoảng giờ này là khoảng 5 giờ rồi nha cả nhà. Lúc 5 giờ chiều, rất mát. Không khí ở thành phố Nha Trang là gần như là nơi rất là đáng sống nha. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị ở các tỉnh rồi cũng như là ở nước ngoài bắt đầu về lại Nha Trang. Thì sắp tới Nha Trang thì cũng có được những cái thông tin tích cực về thị trường bất động sản. Thứ nhất là những công bố quy hoạch mới tới 2023 và dự thảo tới 2050, và cũng như là hiện tại thì đã có những chuyến bay thì sắp tới sẽ bay về thành phố Nha Trang. Thì gần như nếu mà khách du lịch về đây thì gần như cái nền kinh tế bắt đầu nó tốt hơn và thị trường bất động sản sẽ bắt đầu nó nóng lên nha cô chú anh chị. Hiện tại với cái thông tin là khách Trung Quốc về đây nhiều thì hiện tại là cái thị trường mà cho thuê căn hộ hoặc là cho thuê mặt bằng đã bắt đầu rục rịch và sôi động trở lại. Thì hy vọng sắp tới bất động sản tại thành phố Nha Trang sẽ nóng dần lên và giúp cho bất động sản bán thanh khoản được với cái giá có lời đến cho cô chú chị nhà đầu tư nha. Đây, và sắp tới là cô chú chị nhà mình sẽ được chiêm ngưỡng cái khung cảnh và buổi chiều tại khu vực phía bắc thành phố Nha Trang. Biển của phía bắc thì nó sẽ rất đẹp và rất yên tĩnh nha cô chú anh chị. Biển ở đây rất cạn nha, không có sâu như ở trong trung tâm đâu cô chú anh chị. Ở đây với những cái lô đất mà mặt tiền biển thì rất là giá trị, và để sở hữu những cái mảnh đất lớn như này chúng ta bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn để có được những sản phẩm tại mặt tiền biển nha. Đây, và bây giờ thì Minh Tông sẽ đứng trên mặt biển này và quay cho anh chị mình xem bến du thuyền luôn. Đây sẽ là cái bến du thuyền nha anh chị. Bến du thuyền đứng từ xa nhìn vào phía mặt bên này thì tòa căn hộ La Luna, nếu như mà căn hộ này mà nó hoàn thiện mà đưa vào hoạt động thì nói thật sự với anh chị đây là một trong những cái căn hộ có cái view cực đỉnh, view vòng cung của thành phố Nha Trang và view của bến du thuyền luôn. Đây, buổi chiều rất là nhẹ nhàng nha anh chị, em đang đứng vào lúc khoảng 5 giờ chiều. Cuộc sống này rất là bình yên, khi mà chúng ta không hoạt động biển thì cảng ở góc này sẽ là nơi cái người dân họ neo đậu thuyền đây nè. Buổi chiều thì bắt đầu mở quán ra mua bán ăn uống thì sẽ tập trung vào đây. Cuộc sống ở Nha Trang rất là nhẹ nhàng anh chị. Rồi, thì video ngày hôm nay thì mình Tâm cũng để gửi đến cô chú chị một cái sản phẩm cực khủng tại thành phố Nha Trang. Thì với sản phẩm này cũng rất mong kết nối được cô chú chị nhà đầu tư hoặc là tìm
những sản phẩm cực khủng để làm những cái dự án hoặc là những cái dự định của chúng ta. Thì bây giờ Minh Tâm cũng sẽ kết thúc video tại đây. Minh Tâm xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.